các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp chiều nay có những nội dung sau đây. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng. Giác ngập ngụa mương tiêu nước, bùa vây khu dân cư ở Định Công, Hà Nội. Cầu vượt chữ C nút giao chùa Bộc dự kiến thông xe ngày 25 tháng 6 năm 2023. Thị trường trao đảo sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Vàng trong nước tiếp tục theo đà tăng của giá vàng thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và phân công thẩm phán thụ lý hồ sơ. Theo đó thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án này là ông Bùi Đức Nam, tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng để truy tố, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can bị truy tố về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Theo cáo trạng thì từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư của nhiều cá nhân. Nguyễn Phương Hằng biết rõ những thông tin do mình phát ngôn không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, nhưng vẫn thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn những nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Để tăng uy tín độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào những buổi livestream của mình. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân. Cáo trạng nhận định hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội ba bị can nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can nguyễn phương hằng khi có các hành vi đăng tin trên mạng xã hội facebook về tiêu đề thời điểm đường dẫn đến kênh youtube tiktok sẽ phát livestream in các nội dung mà bị can nguyễn phương hằng sẽ phát ngôn đưa cho bị can nguyễn phương hằng trước các buổi livestream chuẩn bị sử dụng các phương tiện thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can nguyễn phương hằng Ngõ 298 Trần Điền, ngay sát khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ngập các loại rác thải sinh hoạt và phế thải, đổ xuống mương thoát nước lưu cữu lâu ngày không được dọn dẹp, ảnh hưởng đến môi trường đời sống dân sinh. Con ngõ 298 Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, dài khoảng 100 mét, kết nối khu đô thị Định Công với ngõ 192 Lê Trọng Tấn, nằm ngay sau khu lán trại của công nhân đang thi công đường vành đai 2,5 một bên là ngõ mương tiêu thoát nước, bên kia là nhà xưởng. Cạnh ống cống thoát nước thi công chưa hoàn thiện, ngổn ngang rác phế thải xây dựng rác sinh hoạt. Rác phế thải lưu cữu lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên người dân vẫn tranh thủ trồng rau muống trên dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi khó chịu. Những cư dân sống tại ngõ 192 Lê Trọng Tuấn cho biết, rác thải chủ yếu đổ trộm do nơi đây khuất khu dân cư, chỉ có người qua lại nên người ta mang các loại rác đến đổ. Vì là khu không có dân cư nên cũng không được công nhân môi trường dọn dẹp thường xuyên. Bãi rác tự phát này đã tồn tại từ rất lâu, không chỉ làm mất vệ sinh môi trường, tạo nơi trú ngụ của chuột bọ mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn bãi rác và sớm thu dọn để bảo đảm sức khỏe đời sống cư dân. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch dự kiến hoàn thành và tổ chức thông xe vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Dự án cầu vượt nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa được triển khai từ tháng 10 năm 2021 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với dự toán ngân sách xây dựng hơn 120 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài, với những vướng mắc trong công tác di chuyển công trình ngầm nổi, vận chuyển dầm nên dự án bị chậm tiến độ. Cầu vượt chữ C sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ khắc phục được ùn tắc giao thông tại nút giao quan trọng này của Hà Nội. Sau hai ngày họp, các thành viên thuộc ủy ban thị trường mở liên bang của cục Dự trữ liên bang Mỹ đã nhất trí nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên khoảng 5 đến 5,25%, kể từ tháng 3 năm 2022 tới nay. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ra quyết định nâng lãi suất trong 10 cuộc họp liên tiếp và lần tăng mới nhất này cũng là cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của thị trường đã phần nào bị suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vì cho rằng lạm phát sẽ không hạ nhiệt đủ nhanh. Chúng sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ chúng tôi vẫn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và giữ vững kỳ vọng lạm phát dài hạn. Tuy nhiên, việc giảm lạm phát có thể đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và một số điều kiện thị trường lao động được nới lỏng. Việc khôi phục sự ổn định về giá cả là điều cần thiết để tạo tiền đề đạt được việc làm tối đa và giá cả ổn định trong dài hạn. Theo CNBC, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày liên tiếp, trong khi đồng đô la trượt giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch ngày 3 tháng 5 giảm 270 điểm, tương đương 0,8%, S&P 500 giảm 0,7%, và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite là 0,46%. Tại châu Á, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,44%, trong khi Kosdaq mất 0,24%. Các thị trường Trung Quốc đại lục cũng đồng loạt giảm. Tuy vậy, một thay đổi lớn trong tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm tan kỳ vọng của các thị trường và nhà đầu tư. Thay vì dự đoán rằng chính sách tiền tệ sẽ cần tiếp tục cứng rắn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ cho biết sẽ đánh giá xem việc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn là cần thiết hay không. Đánh giá về quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chuyên gia Ronald Temple, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Tập đoàn Thị trường Tài chính Toàn cầu Lazard cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đạt được sự cân bằng phù hợp giữa việc kiềm chế lạm phát, đồng thời tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng trong hệ thống ngân hàng trong khi đó chuyên gia đầu tư mỹ carol sleep cho biết Dữ liệu kinh tế được công bố là khá chắc chắn và trên cả mong đợi, cho thấy những nền tảng vững chắc của nền kinh tế. Quyết định của Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản không gây ngạc nhiên. Dù có những tranh cãi, song từ quan điểm thị trường, Fed đang đi theo một con đường rất thận trọng. Và như mọi người thấy, các thị trường đã tìm kiếm sự xoay trục của Fed trong một thời gian rất dài, nhưng họ đã kiên quyết không làm điều đó. Các cuộc thảo luận tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự báo sẽ dồn dập hơn trong vài tuần tới khi hoạt động đi vay gặp khó khăn và nền kinh tế bị cảnh báo tiến gần đến suy thoái. Những người theo quan điểm thắt chặt và nới lỏng tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải tranh luận về việc các chính sách hiện đã đủ để kéo lạm phát về mục tiêu 2%, cũng như loại bỏ các rủi ro đối với nền kinh tế hay chưa. Mở cửa phiên giao dịch sáng mùng 4 tháng 5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào 66,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 67,3 triệu đồng một lượng, cùng tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 29 tháng 4. Chênh lệch giá mua bán vàng SCC duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 66,65 và 67,25 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ giá vàng tại Doji tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 600.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng mùng 4 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 2.049,6 đô la Mỹ một ounce, tăng 66,2 đô la Mỹ một ounce so với ngày 29 tháng 4. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 23.645 đồng. Giá vàng thế giới tương đương 58,38 triệu đồng một lượng, thấp hơn 8,92 triệu đồng một lượng so với giá vàng SCC bán ra ở cùng thời điểm. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp chiều, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.